là đâu ăn uống đàng hoàng. Đi mày là lũ quỷ, tao ở ngoài đường tao ăn quen rồi. Rồi đưa trái cây lên nha. Tại anh chọn bối cảnh gì đâu mà không có một cái gì để ăn hết trơn. Đúng rồi. Không có điện luôn. Ừ. Rồi toilet là tự xử ngoài đường luôn. Trời đất ơi. Chơi chắc vậy đó. Em nghĩ chắc cái nhà cô Lan thời gian nữa chắc hết quay được. Vì sao? Bà ở nhà của mình, bà buồn ở toilet, bà cũng đi vô gì bà ở. Là đây bà phá cái hết cả. Đúng không? Không ai chăm sóc. Trời, nó mua nhang này, nó hỏi nhang này cắm đâu trời. Nhang đó chắc không xài. Ừ. Nhang đó để dành diễn đi, để dành diễn cho trong nhà đi. Chứ toàn nó mua. Hello. Má gì? Alo. Có hút thuốc không nhỉ? Có hút quẹt không? À, có hút quẹt nè. Có hút thuốc không? Không. Anh không hút thuốc sao anh có hút quẹt? Quẹt cho nó ấy vậy mà. Cho có lửa hả? Rồi, cho em lửa. Đây đây đây. Em mới mượn của ông Trần ông. Bài này của ông Thu viết đúng không? Dạ đúng rồi. Làm điện. Làm điện chọc ông Thu. Bài có 5 phút mà phải cắt ra 30 khúc vậy không Thu? Cái gì? Ông không ra câu á nhỉ? À. Chúc tỉnh, chứ một tỉnh cái người, một tỉnh cái người. Em chưa có gọi cho anh Thu nữa đó. Nhờ Thảo nói chuyện trước á. Xong rồi quay xong rồi bắt đầu mới về nói chuyện với ảnh á. Dễ thương lắm. Dạ. Yeah. Sáng ba ông có nghe nhạc khúc khúc chơi vậy nè. Sống quê hương đất nơi đậm đà, ai đi xa cũng mong quê nhà. Nhà từ đây hai tiếng miền Tây, lòng đất đây nghe không nghề mì. Tết đã về xuân đã về, nào ta về ăn Tết miền quê. Tết năm nay xuân năm nay cùng nhau về ăn Tết miền quê. Nghe về điệp khúc quá, cái điệp khúc quá anh. Xin chúc cho miền Tây được giàu, từ Long An đến mũi Cà Mau.
Đây là buổi khai mái gì đã vừa thắp nhang cùng với lại bên team anh Đông Quốc Hùng, đạo diễn Đông Quốc Hùng, để mà khai mái cho cái buổi quay đầu tiên, cũng như đây là cái MV đầu tiên của Nhi luôn. Thì Nhi mong là sẽ được suôn sẻ, mọi thứ sẽ được trôi chảy và ngày hôm nay quay sẽ thật là tốt, cũng như là sẽ đem tới hình ảnh cũng giống như là những giai điệu rất là hay vào mùa Tết, để mong phục vụ tất cả quý vị khán giả gần xa. Mong là tất cả quý vị, cô chú, anh chị gần xa thương sẽ luôn luôn ủng hộ cho Nhi. Nhớ theo dõi kênh Bộ Nhi Official để mà khi nào có sản phẩm thì quý vị xem nha quý vị nha. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Sao nhở? Cắt rồi hả? Ôi, cái khúc này em nói hồi cũng chính là quý. Sao nhở? Lát nữa em nói lại đi. Ở nhà hai em lên cậu em nói anh đi. Ủa sao vậy bị dính nhở? Ủa nhạc này em phối lại mà. Phối lại không sao. Phối lại không biết. Cái nhạc này em phối lại rồi. Nhạc này em phối rồi, không sao, cứ để đi. Em đăng sao dính được. Cái đó là của anh đó hả? Đúng không? Bên em cũng có. Bạn nè, hai bạn. Ờ em quên đó, anh giờ có tới hai nam lận. Anh cho hai nam vô giùm em. Chắc là em nghĩ là giống như cho hai ông này là bạn với nhau đi. Hai ông bạn đi. Rồi xong rồi thì một ông thì tới cuối là sẽ dính với em. Còn ông kia là sẽ chung phe với mấy con kia, thì tụi nó đòi đẩy em xuống sông gì đó đúng không? Thì cho ông kia còn lại để chung nhóm với tụi nó. Thì chỉ có vậy thôi chứ gì. Nhưng mà cái quan trọng là cái khúc mà dành trai phải không? Đúng rồi. Dành ai? Mà giờ hai ông rồi dành ai? Đó anh suy nghĩ cái ý đồ nào nó ấy. Dạ. Dạ rồi em cảm ơn mấy anh nghe. Dạ giờ em đi rồi. Chủ tọa quay đầu tiên khai máy đi cho nó chia sẻ. Dạ dạ. Chúc danh không? Sao anh? Chọn văn phục chùm liên quan tới cảnh cây cầu này, né màu đỏ ra là được. Né màu đỏ. Hình như có dính đỏ. Đỏ nhiều không? Hình như một đứa nó màu đỏ. Năm bộ bà ba. Em thấy tụi nó kêu mặt vậy đó. Giờ chọn trang phục nào hợp với quán cà phê cầu này quay liền nó không nắng. Cắt nắng còn kịp. Trắng được không? Đi chốt trắng quá à. Dạ. Dạ rồi, dạ rồi. Okay. Anh chở em về bển giùm em. Trời. Xe hai ổng điền xe rồi. Thôi anh chở em đi. Ủa vậy hả? Trời. Bắt tường chạy xe rồi. Nói nghe nè, mặc đồ không có dính màu đỏ để quay cái cảnh cây cầu trước. Thì không dính màu đỏ nè, đâu có ai mặc màu đỏ đâu. Con này nguyên cây đỏ. Không hả? Không mặc màu đỏ, nó dành tóc hả? Là cái nào màu đỏ? Ủa là giờ bảo vậy anh Tâm không dính đỏ hả? Ờ. Có đỏ sao không? Ủa bây giờ tập phần đầu mọi người làm tóc giống nhau hay sao vậy, đang biết đường nè. Đâu, đổ thân đóng, đổ vấn hết á. Ủa anh hồi nãy trong năm bộ tụi em có bộ nào dính đỏ không? Đợi nó chỉ phối đồ vậy thôi, còn nam thì dính đỏ à. Nam thì dính dài nè, có loại màu đỏ. Ủa có đợi mấn anh Tâm. Tại vì trên cây cầu đó nó có màu đỏ. Cái thành cầu đó là cái cây màu đỏ, mặc đồ nó bị dính vô. Không có nhiều lắm đâu. Ủa đâu có nhiều đâu sợ. Không có nhiều lắm.
Thì ổng nói là mặt thì đừng dính màu đỏ vô. Em lỡ làm tóc ấy rồi. Có đỏ mà mà. Đâu có phải. Thì em muốn thì em đội, em không muốn thôi. Nhưng mà nguyên cái xét của nó theo hồi nó có thì em không đội thì em bị đẩu ra thôi. Anh Tâm ơi cho em cái món. Đó, cái bộ nãy anh nói của Yumi á. Bộ của em là bộ như mặt truyền hình á. Là anh chị cái món tành. Nè, bộ Yumi nè, tôi để đây Đình Nị ơi. Bộ Yumi bên đây nè. Nè, bộ của bà. Bộ này đúng không, bà này đúng không? Dạ, cái bộ màu xanh xanh á. Cái bà ở ngoài, cái nào con cái xanh đó. Ừ, cái đó đó. Cái này không phải không? Không, cái đó là như vậy nãy Dung Mi mà. Cái này của em phải không? Dạ, đúng rồi. Cái của Dung, cái của Cưng bận là giờ của chị rồi đó. Vậy hả? Còn tôi mặc nào? Không, cái của bận chụp hình bữa hổm là giờ của chị rồi đó. Hình như chắc duỗi sơ sơ thôi mà phải không? Ờ, duỗi em thấy dưa. Một lát thì bận mấy cái áo dài kia. Nhưng làm cái như bận bà ba đi. Rồi thôi. Rồi chị nào tới bà ba thì buộc lên nơi rồi thôi. Quay ở dài trước thôi hả? Quay ở dài trước là gì? Ở dài anh Tâm á. Vậy là có mấy ông này luôn không? Mấy ông này là trong cảnh ấy hả? Ai biết đâu, hỏi đạo diễn á, hỏi anh quay á, ví dụ như không, bây giờ cảnh anh Tâm á, mình lấy để làm cái cuối hay là cái đầu? Thì cái cuối hay cái đầu gì, nếu như cái nếu như mà cái cuối là cho mấy ông này vô hát chung được. Cái dạo nhạc á. Ờ, với mấy cái tớp ca đó cho nghe. Thảo gọi ảnh coi là hỏi cái này là quay cái cảnh này là đi vô đầu hay cuối, đặng cho có diễn viên nam luôn hay không. Ừ. Thí dụ như cuối á thì cho mấy ông nam vô được. Cuối là ông nói với tôi là cái chỗ đó đó là quay là đầu tiên là top 5 người đó. Nhưng mà bây giờ là không có kịp mà hết 5 người ra một lượt đâu. Ông mới vừa kêu tôi là tôi ra trước đi. Bởi tôi đâu có biết là quay cái gì trước đâu. Đợi